Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, theo Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh nổi lên hiện tượng mua bán người trong khu vực nội địa, chủ yếu nhắm vào lao động đi biển với phương thức thủ đoạn tinh vi. Xuất phát từ nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc trên các tàu ghe đánh bắt hải sản trên biển, một số đối tượng hoạt động mua bán người đã cấu kết với các đối tượng chạy xe ôm ở các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương để tìm kiếm người lao động. Các đối tượng mua bán người sẽ nhận tiền trực tiếp từ chủ tàu, ghe, khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng một người. Khi lên tàu, ghe làm việc, các nạn nhân mới biết đã bị số đối tượng mua bán người lấy hết tiền công. Nạn nhân liên lạc với số đối tượng này thì được trả lời là đã trừ hết vào tiền sinh hoạt, tiền xe ôm, Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện một vụ mua bán người để làm lao động trên biển, đã khởi tố và chuyển đến công an thành phố Vũng Tàu để thụ lý điều tra theo quy định. Công an tỉnh Quảng Bình vừa chủ trì phá thành công chuyên án bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, chuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Các công an tỉnh Quảng Bình, các đối tượng cầm đầu tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia huấn luyện, chỉ dạy dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim giác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền. Sau đó các đối tượng quản lý cung cấp cho đối tượng cấp dưới người Việt Nam máy tính, sim giác, nhiều tài khoản mạng xã hội, tài khoản ảo để hoạt động và tài khoản quản lý khách hàng tại website bách.vncrmrosi.com. Quá trình hoạt động, các đối tượng này đã giả danh các công ty tài chính tại Việt Nam để hoạt động nhằm tạo niềm tin cho bị hại. Bước đầu, ban chuyên án đã xác định 24 trên 44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại, với tổng số tiền là hơn 1.830 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đối tượng, tổ chức nào bị các đối tượng này lừa đảo, trực tiếp liên hệ với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình, số 1 Hùng Vương, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình số điện thoại 0232 4100 240 để được giải quyết. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Bá Vinh 32 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 7, Vinh chạy xe máy hiệu Sirius đi qua nhiều tuyến đường ở thành phố Thủ Đức. Thấy anh Đê đang đi tập thể dục, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Vinh quay đầu xe và chạy ngược chiều, áp sát, giật sợi dây chuyền của anh Đê rồi tẩu thoát. Nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc truy xét và bắt được Vinh. Được biết, Vinh có hai tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, nhóm công nhân đang xây dựng công trình ở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, trong lúc kéo sắt lên tầng cao đã bị điện giật khiến một người chết, hai người bị thương. Cụ thể trong quá trình nhóm công nhân cầu thanh sắt bằng máy tời lên để đổ mái tầng 3, cây sắt văng ngang chạm vào đường dây điện cao thế 35 kV phía trước công trình. Vụ tai nạn khiến ông DKT, sinh năm 1967, trú tại xã Hoa Động, Thủy Nguyên, tử vong tại chỗ. Ông VVT sinh năm 1970 trú tại xã Hoa Động và anh DVT sinh năm 1980 trú xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên bị thương, trong đó anh DVT bị thương nặng.